Tại Hoa Kỳ thì Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh cơ quan CDC vào ngày hôm nay họ cho biết rằng họ đã nới lỏng những cái hướng dẫn liên quan đến hạn chế về vấn đề mà lây lan của con virus tàu này, và họ nói rằng các người giáo viên và các học sinh, nếu mà những người nào đã được chích thuốc vaccine rồi thì không cần phải đeo mặt nạ. Và những cái thay đổi này diễn ra trong lúc thì cái chiến dịch tiêm phòng vaccine để mà chống lây lan khắp nước Mỹ cho tất cả các trẻ em dưới 12 tuổi thì bây giờ cũng đã đủ điều kiện để mà đi chích thuốc vaccine, và cũng như cái sự mà sụt giảm chung về cái tỷ lệ mà những người bị lây nhiễm và tử vong và những người phải nhập viện vào phòng cấp cứu thì nó cũng giảm rất là nhiều. Cơ quan y tế công cộng hàng đầu của quốc gia thì họ không khuyên các trường học phải bắt buộc chích vaccine cho các người giáo viên và các học sinh nếu mà họ đủ điều kiện. Và họ cũng không đưa ra, cơ quan CDC họ không đưa ra những cái hướng dẫn về cách mà giáo viên có thể biết học sinh nào đã được chích ngừa hay là chưa. Và theo lời bà Elizabeth Stewart, là một người giáo sư về sức khỏe cộng đồng của trường đại học John Hopkins, bà là cũng có con cái học trong các trường tiểu học và trung học, thì bà cho biết rằng cái điều mà các người giáo viên phải biết rằng các người học sinh nào chích hay là không chích thì điều này nó cũng gây ra rất nhiều những cái sự mà hiểu lầm. Và đây là một cái điều, một cái hành động rất là kỳ lạ về cái mặt xã hội. Nếu mà một số những trẻ em đeo mặt nạ và một số khác thì không, và làm sao mà chúng ta có thể mà chia rẽ hai cái nhóm học sinh đó ra như vậy? Cái điều này là một cái điều không phải. Và bà cũng nói rằng các người giáo viên không nhất thiết phải theo dõi các em rằng có chích hay là không chích, tại vì cái vấn đề đó không phải là những cái vấn đề mà quan trọng. Bổn phận của các người giáo viên, bộ phận của họ là để dạy dỗ cho các em có kiến thức mà thôi. Và còn có một cái vấn đề nhức đầu khác, đó là các trường học bây giờ họ cũng có cái những cái lệnh của cơ quan CDC nói rằng họ phải cho các học sinh ngồi cách nhau 3 feet. Tuy nhiên thì mới cách đây vài ngày thì cơ quan CDC họ lại nói rằng nếu mà người nào đã được chích thuốc chủng ngừa rồi thì không cần phải quan tâm đến cái vấn đề mà khoảng cách cách ly giữa người này với người khác. Và tất cả những cái điều này nó cũng rất là khó để mà thực hiện. Và đó là cái lý do tại sao cơ quan CDC hiện nay họ cũng khuyên các trường học tại địa phương phải tùy cơ ứng biến, phải làm việc tùy theo cái trường hợp của trường học sao mà cho nó phù hợp. Và cũng có những cái câu hỏi đặt ra, họ nói rằng nếu mà cái sự việc mà những học sinh nào hoặc là những cái giáo viên nào chưa được chích thuốc chủng ngừa và nó tạo ra những cái sự mà hiềm khích nặng nề ở trong trường học thì ban giám hiệu họ có thể chọn giữ nguyên cái chính sách là bắt buộc tất cả mọi người trong phạm vi của trường học phải đeo mask. Và cái điều này thì nó lại tạo ra những cái vấn đề song song đi với vấn đề mà đeo mặt nạ. Tại vì có rất nhiều trẻ em, nếu mà bắt các em phải đeo mặt nạ suốt ngày trong trường thì sẽ có những cái bệnh mà đi kèm theo nó phát triển, thưa quý vị, rất là nguy hiểm. Cái vi khuẩn nữa quý vị, xem ra là mình chưa có xong được đâu. Thành ra chúng tôi có nói trước đây đó, thì bây giờ có vẻ như là chúng ta phải chuẩn bị cho một cái mũi tiêm chích nữa thứ ba. Họ cho là để tăng cường với cái biến thể bây giờ Delta đó. Thì quý vị nhớ là cái biến, họ nói cái bản tin là thưa quý vị, biến thể Delta đã lan rộng, Pfizer xin cấp phép cho liều tăng cường COVID. Đó, có thể chúng ta sẽ phải chích một cái liều thứ ba. Thưa quý vị, là Pfizer và đối tác BioNTech đã dự định yêu cầu các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cũng như Âu Châu trong vài tuần tới cho phép tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 của hãng dựa trên các bằng chứng về nguy cơ lây nhiễm cao hơn 6 tháng tiêm chủng và tình trạng dễ lây lan của biến thể Delta. Là họ nói là sau 6 tháng giống như mình bị giảm cái mức độ miễn dịch xuống đó, thành ra bây giờ là phải có một cái chích để nâng lên. Tuy nhiên trong một công bố chung thì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, tức là FDA đó, cũng như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tức là CDC, nói rằng những người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ thì không cần phải tiêm mũi tăng cường ở thời điểm này. Một số nhà khoa học cũng đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc có phải tiêm tăng cường hay không. Cơ quan Dược phẩm châu Âu trả lời yêu cầu bình luận của Reuters là Giám đốc khoa học của Pfizer là Michael Dostin cho biết hiệu quả sụt giảm của vaccine được báo cáo gần đây ở Israel chủ yếu là do lây nhiễm những người đã tiêm vaccine vào tháng Giêng hoặc tháng 2. Bộ Y tế nước này cho biết hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa lây nhiễm
và nhiễm bệnh có triệu chứng đã bị giảm xuống còn 64% vào tháng 6. Vaccine Pfizer có hoạt tính cao chống lại biến thể Delta. Reuters cũng dẫn lời ông Dostin cho biết trong một cuộc phỏng vấn, nhưng sau 6 tháng có thể có nguy cơ là tái nhiễm các kháng thể như đã được dự đoán sẽ bị suy yếu. Ông cho biết các dữ liệu sẽ được đệ trình lên cơ quan y tế trong tháng tới. Pfizer không công bố toàn bộ dữ liệu của Israel hôm 8 tháng 7, nhưng cho biết các dữ liệu này sẽ được sớm công bố. Đó chỉ là một tập hợp dữ liệu nhỏ, nhưng tôi nghĩ khuynh hướng là chính xác, có nghĩa là 6 tháng vừa qua mà Delta đã biến thể dễ lây lan nhất mà chúng tôi từng thấy. Nó có thể gây nhiễm bệnh và mặc dù là bệnh còn nhẹ, đó là ông Dawson cho biết. Trong một tuyên bố chung của FDA và CDC thì nói rằng chúng tôi đã chuẩn bị cho các liều tăng cường trong trường hợp nếu và khi khoa học chứng minh rằng đó là cần thiết. Vaccine BioNTech của Đức phát minh ban đầu đã cho thấy hiệu quả 95% trong việc ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 trong một thử nghiệm lâm sàng mà các công ty đã thực hiện hồi năm ngoái. Ông Dawson cũng cho biết dữ liệu ban đầu từ các nghiên cứu của các công ty cho thấy là liều tăng cường thứ ba sẽ tạo ra mức kháng thể cao hơn từ 5 đến 10 lần so với sau khi tiêm liều thứ hai. Điều này cho thấy là liều thứ ba sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ đầy hứa hẹn. Ông cho biết là nhiều quốc gia ở Âu Châu và những nơi khác đã tiếp cận với Pfizer để thảo luận về cái liều tăng cường và một số có thể bắt đầu sử dụng chúng trước khi có sự cho phép của Hoa Kỳ. Ông Dawson cũng nói rằng mũi tiêm tăng cường đặc biệt quan trọng ở những người cao tuổi, thưa quý vị.